Tôi nói ông vấn đề là nhu cầu đầu tư ha. Lâu nay mình đã bàn nhu cầu đầu tư là nhu cầu cần thiết, không? Rất cần thiết. Nhưng mà vấn đề là đâu là trang trại ông giống mà mình lựa chọn. Và tôi nói ông á, hôm nay tôi dắt đi một chỗ đặc biệt, hy vọng là chỗ này là chỗ quyết định tin cậy nhất. Đây là cái chỗ mà tôi nói ông hôm nay ha. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn ông Xanh. Hôm nay Thành sẽ hướng dẫn cho các bạn một thùng bông thế nào gọi là thùng bông đạt chuẩn nha. Cái thùng bông đạt chuẩn á, bao gồm các tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên á, là chống nóng. Đây, có lỗ thông gió ở phía trên nha. Và cái tiêu chí thứ hai á, của thùng bông đạt chuẩn á, lượng quân phải đông như thế này. Bích mặt cầu. Cái tiêu chí thứ ba là thùng ong phải đảm bảo được 3 thế hệ trứng, trùng và nhộng. Mình sẽ dở cho các bạn xem thử một cầu. Đây là một cầu nhộng. Nhộng này là sắp nở rồi. Còn đây là một cầu trùng nhộng, một bên là mặt trùng, một bên là mặt nhộng. Cái thứ tư á của thùng bông đặc chuẩn của mình á là lượng mật phải vừa ăn vừa đủ. Một đàn ông á mà cái lượng mật nó lấy về như thế này, vừa đủ ăn như thế này là ông mình rất là mau phát triển nha. Lấy ngày nào ăn hết ngày đó là chúa nó đẻ sẽ rất tốt. Như vậy, Thành đã giới thiệu cho các bạn một thùng trong ống giống đặc chuẩn. Tiếp theo đây á, Thành sẽ giới thiệu cho các bạn một combo bộ thùng ống giống. Khi các bạn đặt hàng thùng ống giống, trọn bộ gồm có thân chính, tận kế và cầu kế. Và một bộ sáp kế, và một bộ lưới ngăn chúa. Hiện tại thì đã có hơn 100 thùng ống giống tại trang trại của công ty ông Sâm. Và đặc biệt, đây là một số thùng đã hoàn thiện để giao cho khách đã đặt cọc. Mọi thắc mắc và thông tin mua hàng, quý khách hàng có thể liên hệ tới số hotline 0944 770088 trong giờ hành chính để hướng dẫn và tư vấn một cách tận tình nhất. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi hết video của công ty chúng tôi và xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo.